Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 2022. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 29. Buổi sáng những đức gặp một cái cô này đến, vừa nói chuyện mà vừa cảm động và khóc. Cô nói rằng mỗi ngày cũng nghe mình giảng, nhắc về vô thường, nhắc về cái việc giải thoát là quan trọng. Bản thân cũng nghe pháp, cũng niệm Phật. Năm nay cô 39 tuổi. Người con trai út thì mới có đầu ba mấy tuổi, khỏe mạnh này, làm ăn cũng có sự nghiệp, ngoan ngoãn. Đột nhiên cái ngồi uống cà phê với bạn bè, cái nó té ngang cái, rồi chở đi bệnh viện cấp cứu, rồi nó chết. Thì cô nói rằng là tâm trạng cô giống như nó bắn loạn, và dù mỗi ngày cũng nghe pháp, cũng niệm Phật đó, nhưng mà giống như quá hụt hẳn. Thằng con đang khỏe mạnh bình thường với tự nhiên ngã ngang cái thì chết rồi. Lúc đó cô không thể nào chấp nhận được và đau lòng vô cùng. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình nghe thầy nói về cái vô thường của đời người, rõ ràng vô thường thiệt. Đến cái cuộc đời này không phải chỉ có già mới chết, mà người trẻ bắt giờ cũng chết là chết. Khi con mình còn rất là trẻ, rất là khỏe, nhưng con muốn chết là chết. Chứ đâu phải là tới già mới chết đâu. Mỗi con người đến với cuộc đời này nó có một cái thọ mạng. Người thì sống tuổi thọ dài, người thì sống tuổi thọ ngắn. Giống như nó có một cái quy luật của nó. Nên chúng ta đến với cái cuộc đời này, nghe được Phật Pháp, hiểu được cái vô thường. Giữa con người đến với con người ngày hôm nay nên có tâm chân thật, nhiệt tình. Đừng buồn giận ai để trong tâm. Có khi đối với người thân, đối với ông bà cha mẹ, đối với anh em, đối với bạn bè, có khi chúng ta không biết trân quý cái nhân duyên khi gặp nhau ở cuộc đời này. Có khi nghịch nhau, có khi đấu đá nhau vì của cải vật chất. Nhưng có khi bất chợt cái cơn vô thường đến, hối hận cũng muộn. Mình muốn quay đầu cũng quay đầu cũng không được. Mình muốn gặp nhau cũng không được. Nên đúng là ở cuộc đời này vô thường đến bất chợt, mới rất là bất chợt. Nên mỗi người chúng ta hiểu được nguyên lý này, tự nhiên mình siêng năng niệm Phật, siêng năng tu, luôn luôn nuôi cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, nuôi cái tâm cầu giải thoát. Giờ ở cõi này đâu có gì chắc thật, đâu có cái gì tồn tại, dù tạo ra cỡ nào cũng là giả tạm. Nên người mà hiểu biết là biết tu phước tu duyên, biết niệm Phật, biết tu hành,
biết làm những việc phước thiện, lấy cái giả đổi thành cái thật, nên để công đức phước duyên đi vào trong mạng, đó là chỗ đặc biệt nhất. Mà người hiểu biết thì chân thật làm liền. Nếu người không hiểu biết thì tự nhiên mình còn chần chừ. Người mà hiểu biết là nhiệt tình làm liền. Tại vì cơn vô thường đến bất tử, hiểu được nguyên lý của cái vật chất ở thế gian là giả tạm, một hơi thở thở ra không hít vào thì cái gì bạn cầm theo được. Như cái cô này của nó, con thì có địa vị, có học thức, cũng ngoan, cũng dễ thương, bất chợt đi, có khi suy nghĩ phải thay thế cho mình đi cũng được, con còn trẻ quá. Nhưng mà mình là người học Phật hiểu, sao mà làm được điều đó. Nên nhiều người làm cha làm mẹ phải nhớ, con cái sinh ra thì ai cũng thương, nhưng nếu con mà khôn lớn rồi mà quý vị cực khổ lam lũ, cứ lo cho nó hoài, nó cũng tổn đức. Phải chỉ cho con mình có năng lực gánh sinh, tạo cho con một tư tưởng. Chứ bản thân người làm cha làm mẹ thì thương, nhưng mà mình lại cực vì con hoài, vì sự nghiệp của con, nên con tổn đức, tổn phúc, tổn đức đó. Nên người làm con giúp cho cha mẹ được bình an, giúp cho cha mẹ được thoải mái, thì mình cũng tạo phúc đức lớn nhất trong cuộc đời mình. Trong kinh Phật có một câu dạy rất là hay: không có tạo cái phúc báo nào lớn bằng phụng dưỡng cha và mẹ. Nên không có tạo cái phúc báo nào lớn bằng là nuôi dưỡng con người, vừa giáo dục cho họ mà vừa đưa cho họ một tư tưởng giải thoát. Nhưng Đức thấy rõ ràng là cuộc đời những Đức tu hành là chuyển đổi số mệnh. Ở thế gian là chuyển đổi số mệnh rõ ràng luôn. Từ ngay nuôi con người niệm Phật, hướng dẫn người niệm Phật, giúp cho người an tâm. Những Đức đem một câu Phật hiệu để nhắc nhở người. Gặp sự cố, sự việc gì trong cuộc đời này, gặp những Đức hỏi, những Đức cũng đều khuyên niệm Phật đi. Chân thật niệm Phật đi. Như chùa mình quý vị thấy rõ ràng luôn, rất là nhiều người mà điển hình là người mấy vị biết nhiều nhất là một bà cụ, miệng bị méo niệm Phật hết méo miệng. Một bà cụ gãy tay mà để tự nhiên, bây giờ tự lành. Đây là xác thực 100% luôn. Nên nhìn sâu sắc vào định luật nhân quả thì số mệnh của con người rõ ràng là có sẵn. Cái nghiệp quả gì nó cũng có sẵn, nhưng nếu biết tu phước tu duyên thì có thể thay đổi số mệnh, từ xấu chuyển thành tốt. Nhớ, nếu biết tu phước tu duyên thì từ xấu trở thành tốt, nếu không biết tu phước tu duyên thì từ tốt trở thành xấu. Nhớ nghe, không biết tu phước tu duyên thì từ tốt trở thành xấu, biết tu phước tu duyên thì từ xấu trở thành tốt. Nên chúng ta là người tu hành phương hướng giải thoát, quý vị nên đổi tất cả những cái quan niệm ngày xưa như mình không biết tu, chết tôi phải an táng, phải chôn ở đâu ở đâu, có một cái miếng đất gì ngay chỗ phong thủy tốt này kia rồi, mua một mảnh đất tốn nhiều tiền này kia rồi, xây một cái lăng mộ này nọ rồi. Những ý nghĩ này ngày xưa không hiểu, bây giờ hiểu rồi. Đừng có một cái di chúc gì ở thế gian này, chỉ có đúng một di chúc là cuối đời tôi niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tất cả những người quý thương tôi, những người thân của tôi, nên niệm Phật đưa tiễn tôi về thế với thế giới cực lạc. Đây là di chúc đặc biệt nhất của cuộc đời tôi. Nên Đại Lão Hòa Thượng Ngải Hiền có một câu nói rất là hay: niệm Phật thành Phật là thật,
tất cả việc thế gian đều là giả. Nhớ, nhận thức cho sâu sắc về câu này quý vị. Thành Phật là thật, tất cả việc thế gian là giả, đúng không? Quý vị thấy có những người giàu sang phú quý cỡ nào đi chăng nữa, có những tiền bạc họ không giải quyết được vấn đề. Đừng bao giờ nói câu có tiền mua tiên cũng được, tùy tiện làm những việc sầm bậy. Đến lúc nghiệp quả nó chắc chồng nặng nề thì không có bao giờ dùng tiền giải quyết được vấn đề đâu quý vị. Nên có người giàu sang phú quý việc tu nhân tích đức, đừng nên hung bạo dữ dằn thì phúc đức mình rất là dày, rất là dày. Còn nếu như người giàu sang phú quý làm được một số việc hơi tốt một chút, bắt đầu hung bạo dữ dằn, ai chỉ cần đụng nhẹ tới một cái bắt đầu đông đỏng nhảy lên là thế nào quý vị cũng có chuyện, quả tai thế nào cũng đến với chúng ta. Nhiều người tu hành cũng vậy, do có tiền nhiều mà có quả, do có tiền nhiều mà có quả, nghĩ rằng mình có tiền có người ủng hộ, dù mình đi đâu đi chăng nữa thì mình cũng tồn tại không sợ. Nên trải nghiệm qua những sự việc đó mình mới thấy đúng là có những việc không giải quyết được vấn đề vì tiền bạc, ỷ lại vào nó là chết. Nhưng có khi đồng tiền và danh nó làm cho con người thay đổi tính tình, thay đổi tính tình đó quý vị. Nếu như chúng ta nhận thức được thì nhất định chúng ta sẽ biết tu phước tu duyên, tu nhân tích đức liền, không dám nương tựa vào danh vào tiền mà ỷ lại vào nó để trở thành con người tệ bạc. Con người có khi vì tiền bạc mà trở thành hèn mọn, cũng vì danh vì lợi mà hèn mọn. Đến thế gian này tạo bao nhiêu nghiệp trước, tạo bao nhiêu là nghiệp trước, rồi xong rồi cuối cùng tất cả những cái của cái vật chất ở thế gian này đều mất sạch, nhưng tồn động lại là một cái nghiệp nặng nề trong cái cuộc đời này. Vậy thấy không? Càng nghĩ về vô thường của cuộc đời thì quý vị thấy tất cả cái cuộc chơi thế gian này có gì đâu mà thật quý vị, không có gì thật cả. Nhận thức cho thật sâu sắc rồi cái tâm tu cầu giải thoát nó phát triển cực kỳ mạnh. Nên mừng cho những người được đến ngôi Tam Bảo, đến một ngôi chùa chuyên tu, chuyên niệm Phật. Mừng cho các cụ già, các cụ có thời gian được ở trong ngôi Tam Bảo, mỗi ngày được nuôi cái tâm giải thoát. Vì tuổi già này như ngọn đèn treo trước gió. Nhưng Đức nói rằng tất cả những người già khi gặp chùa mình khỏi cần đi tìm đâu nữa, vì đây là một nhân duyên đặc biệt rồi, được lo lắng, cuộc sống bình yên, không cần bận tâm gì cả. Có một cái bà cụ mới đi đây nè, bệnh hình như nằm 5 năm, con cũng hiếu. Người con này phụng dưỡng, trước là cha 5 năm, sau là mẹ 5 năm. Cha đi rồi tiếp tục tới mẹ, là 10 năm phụng dưỡng cha mẹ. Sau này đưa mẹ đi vô chùa luôn, và bây giờ cô chăm lo các cụ già luôn. Mẹ cô mới mất, mẹ cô mới mất đây, cô chăm mẹ nhiệt tình hết lòng và chăm thêm các cụ già nhiệt tình hết lòng. Người mẹ bệnh đau nặng nề vô cùng. Vậy đó mà nhờ công đức niệm Phật, nhờ công đức người con nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vậy mà người mẹ ở cái vị trí niệm Phật, từ từ giết mẹ chuyển nghiệp. Bà khi cuối đời bà biết chắp tay xá Phật, bà có rất nhiều cái bà biết bình thường lại. Rồi bà ra đi rất nhẹ nhàng an tường, bà thổi tướng mềm mại tốt đẹp. Đó là khởi sắc của cái chuyển nghiệp. Nên tất cả những người làm con gặp được Phật Pháp, chân thật đem Phật Pháp giới thiệu cho cha mẹ. Như hồi sáng này những đứa cũng gặp hai mẹ con, lợi vui mừng vô cùng khi nói những đứa lại được 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, vui vô cùng vui. Hai mẹ con thì ăn chay trường,
Gặp được chùa mình thường nghe như Đức giảng. Đến chùa đặt được hai chiếc máy nghe pháp V52 này, nghe pháp, chiếc máy nghe pháp của chùa mình. Đem hai chiếc máy nghe pháp này về tặng cho cha mẹ. Người con này thì kêu là ông ngoại bà ngoại đó, còn người mẹ thì kêu là cha mẹ. Thì ông bà cụ này lớn tuổi, rất là khó khăn, không có tiếp nhận Phật pháp. Vì mà cầm chiếc máy của chùa mình đem về cho ông bà nghe, ông bà lại chịu. Thì ra là rõ ràng có những cái như Đức nói chuyện thật thẳng gì mà nhiều người ta lại thích, mà lại có duyên những người vậy. Thì người con trai nói rằng là ông ngoại bà ngoại của con muốn đi đến chùa, muốn gặp thầy biết thầy. Như Đức nói được, có dịp nào đủ duyên thì đến. Nên chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ này mà chính bản thân mình tu được tốt, được an lạc, được vui, mà để giới thiệu cho ông bà cha mẹ, điều này quý, quý vô cùng. Cho họ nghe được cái vô thường để nhắc nhở họ trong cái cuộc đời này nó giả tạm dữ lắm, có gì thật đâu. Không lẽ đợi đến một khi hơi thở thở ra không hít vào, nước đến chân thì sao chạy kịp. Có người chúng ta tại sao từ bây giờ mình không biết lo, quý vị, không biết lo cái chuyện giải thoát mà đợi đến gần chết. Tổ sư nói rằng con người ta cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời. Cứ để già đi trong bận rộn mà mình không chịu tu nhân tích đức, để khi con đường ra đi của mình, để chọn một chỗ tốt đẹp mà về. Quý vị thấy quý vị có tiền, quý vị mua mảnh đất ở ngay mặt tiền, là để chuẩn bị cắt một căn nhà để mình đến ở ngay mặt tiền tốt đẹp. Hoặc là người ta có tiền, người ta đi đến nơi nào đó phong cảnh tốt đẹp, vui vẻ, bình yên, người ta mua một căn nhà biệt thự ở đó người ta ở. Tiền nhiều thì mua căn nhà lớn, tiền ít thì mua căn nhà nhỏ. Vậy thì bây giờ cuộc đời chúng ta tại sao không gầy dựng phước duyên để mà hướng đến một quốc độ tuyệt vời hơn? Cái này là ở thế gian đó. Dù cái chỗ có tốt cỡ nào cũng ở thế gian, và cuộc đời con người sanh lão bệnh tử ai cũng không tránh khỏi. Cuối cùng dù tạo cái chỗ tốt đẹp cỡ nào thì mình bản thân cũng phải chết. Tại sao không chọn cái chỗ không già không bệnh không chết để đi về? Bằng cách nào? Niệm Phật, tạo phước duyên điều hồi hướng cực lạc hết. Có thể xả ly ta bà, có thể chăng thật tạo phước duyên. Một con người chăng thật tạo phước duyên mà hiểu thì vô cùng an lạc và tự tại. Dù không còn của cải vật chất nhưng có thể tạo phước tạo duyên, đem phước duyên công đức này điều hồi hướng cực lạc, cầu sanh cực lạc. Và từ hôm nay chăng thật niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Điều này quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quý vị có mua một căn biệt thự ở thế gian này, cái chỗ của bình yên tốt cỡ nào thì bản thân con người chúng ta cũng không thể nào sống hoài được. Sống nay và chết mai bất chợt lắm. Nhưng ở cõi này có chỗ nào mà bình yên, quý vị? Hiểu được nguyên lý này rồi thì tự nhiên sẽ chăng thật siêng năng tu liền, không dám giải đại. Còn nếu không thì vô cùng giải đại. Nên cái người hiểu biết là cái người nuôi cái tâm giải thoát. Quan trọng cực kỳ là nuôi cái tâm giải thoát. Chỉ có nuôi cái tâm giải thoát thì mới là thật sự có trí tuệ. Không biết nuôi cái tâm giải thoát thì thật sự không có trí tuệ. Ở cái cõi này có gì đâu mà thật mà mình không chịu nuôi cái tâm giải thoát. Mỗi ngày nhớ Phật, nhớ thế giới cực lạc là chỗ tuyệt vời nhất để nhớ, để về. Nhớ thế giới cực lạc, nhớ A Di Đà Phật là chỗ đặc biệt nhất để tìm về. Không biết tìm về chỗ này thì thua, thua. Nên nhận thức. Mỗi một người chúng ta nên nhận thức. Những đứa ở trong chùa, ở chỗ mà có nhiều người đưa vô cho những đức, những sự việc những đức cũng nhìn ra được thế gian nhiều thứ phiền phức. Đa phần có người nghĩ tiền bạc là tất cả, không quý vị? Nó không phải tất cả đâu. Tiền bạc có thể sống được, mua được đồ đạc cái này cái kia, nhưng nó đâu phải tất cả. Có khi bệnh tình có tiền nhiều cũng đâu trị được đâu. Có khi xa rời người thân thì có dùng tiền mua lại không? Có những cái bệnh đau quý vị cũng không dùng tiền để trị được. Đừng có nói tiền là tất cả.
Có khi cũng vì nó mà nó tạo điều kiện cho chúng ta đi tạo nghiệp rất là lớn lao. Nhớ. Nhận thức được chỗ này rồi quý vị sẽ niệm Phật và nhớ thế giới cực lạc liền. Quốc độ cực lạc là một chỗ bình yên đặc biệt nhất, chỗ quay về tuyệt vời nhất. Nên mỗi ngày những đức đều khuyên người và khuyên mình, nhắc người và nhắc mình. Khắp nơi nơi chúng ta cùng học tập. Mỗi ngày ngôi Tam Bảo mình ở đây có việc làm chút định, rảnh rỗi phần nhiều để chúng đi tu hành. Cuộc sống có cơm ăn áo bằng, có cuộc sống ổn định và được nuôi dưỡng cái tâm tu giải thoát. Vậy thôi. Đây cũng là đại phúc báo đại nhân duyên. Nên tất cả những người già đi về chùa mình là một điểm bình an, được nương tựa về tuổi già. Hồi sáng những đức vừa mới nêu lên rằng 19 tháng 2 quan năm 2023 chúng ta đủ duyên, chúng ta sẽ tiếp tục hội ngộ gặp nhau để lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Thời gian trôi qua rất mau quý vị, lê quay về tới Tết bây giờ. Nhưng trước nhất là ngày 17 và ngày 18 vía lễ Đức Phật A Di Đà, hà Phật tử khắp nơi nơi nên tập trung về để chúng ta dự cái pháp hội 2 ngày. Bởi vì cũng biết được ngôi chùa mới, chúng ta sẽ tổ chức ngay ngôi chùa mới 2 thờ khóa ngày 17 sáng và chiều. Chúng ta sẽ chia sẻ Phật pháp và cộng tu ngay chỗ đó. Chiều lại thì mình tổ chức ngay chỗ cái nhà toan mà bên Đại Tùng Lâm. Buổi sau ngày 18 thì chúng ta tổ chức ở bên Hộ Pháp nguyên ngày. 2 ngày quý vị sẽ được biết được bên từ bên Đại Tùng Lâm chùa mới qua Hộ Pháp. Mục tiêu của chúng ta tổ chức chương trình đều là để dẫn dắt chúng sanh tu. Nên những đức cũng đang đặt tượng Phật. Số lượng tượng rất là nhiều. Những đức thường nhắc nhở rằng gia đình có ngôi Tam Bảo là phước điền thù thắng nhất. Vì đời mình, đời con cháu của mình bị ảnh hưởng từ cái việc tu nhân tính đức của mình. Chúng ta là người tu nhân tích đức thì phải dạy con cháu tu nhân tích đức. Nên người xưa mới nói rằng ông bà cha mẹ có đức, con cháu mặc sức mà ăn. Có nghĩa là có đức là tạo đức, dạy con cháu tu nhân tích đức. Chứ không phải là mình làm phước báo lớn, con cái hưởng phước báo lớn phải. Mà mình phải dạy con cháu tu phước báo như mình thì nó mới đồng phước đồng duyên. Nên gia đình có ngôi Tam Bảo, tự nhiên người trong gia đình cũng hiền, có niệm Phật, có nghe pháp. Dù cỡ nào thì gia đình cũng phải đỡ chứ. Nên trong gia đình có ngôi Tam Bảo, có chỗ cho mình niệm Phật. Dù xảy ra những cái kiếp nạn như dịch bệnh này kia, quý vị ở nhà cũng niệm Phật được. Sống ở cái cuộc đời này phải lo trước những sự việc chưa đến. Người xưa nói người biết lo xa không có cái khổ gần. Quý vị thấy trải qua cái trận dịch bệnh, có nhiều người gặp những đức nói rằng là ở nhà nghe mình chia sẻ Phật pháp an tâm, bệnh đau mặc kệ, cái chết đến thì cầu sanh cực lạc. Vậy mà họ tai qua nạn khỏi, việc gì cũng qua. Nếu như nhà có ngôi Tam Bảo, dụng công niệm Phật mỗi ngày, dù không đi đến chùa được thì nhà cũng có bàn thờ Phật cũng như ở chùa. Nên cái việc này những đức rất là chú trọng nhiệt tình để khuyên tất cả hàng Phật tử, gia đình nên có ngôi Tam Bảo, thờ ngôi Tam Bảo. Nên những đức có được tiền cúng dường, đặt tượng Phật, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Lê quay sắp sửa tới, những đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị, kể trong cái cuộc đời này làm được những việc gì tốt thì làm quý vị.
nhiệt tình hết lòng. Có khi vị biết rằng là lo cho đại chúng trong chùa đông, có khi những đức thấy cũng mệt, nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ thì đây là việc ý nghĩa trong cuộc đời. Cuộc đời có mấy người đủ duyên chúng ta làm những việc tốt đẹp này. Thôi mình cố gắng, mai mốt đây cái thân này cũng trả gì cho cát bụi. Chúng ta bây giờ dùng cái thân giả này để làm cái gì đó trong cuộc đời thì nó càng ý nghĩa hơn. Cứ động viên mình vậy, tự nhiên làm không biết mệt, làm không biết mệt. Thấy một cụ già được ở trong chùa bình yên, thấy một cụ già ra đi trong chùa được niệm Phật đưa tiễn đi, điều này một đời người những đứa cũng cảm thấy mừng giùm cho các cụ, mừng giùm cho các cụ. Mở rộng ra là mỗi một gia đình đều có ngôi Tam Bảo và đều có cái điều hộ niệm những đứa hướng dẫn hết rồi. Dù là một chiếc máy nhỏ đeo cổ hộ niệm, dù là một cái máy nghe pháp cũng có điều hộ niệm trong đây, có thời khóa tu hết luôn. Rồi là một cái đèn bóng sen để bàn thờ cũng có điều hộ niệm. Quý vị đều có thể hộ niệm cho người thân của mình, nhớ, đều có thể hộ niệm cho người thân của mình. Nếu như chúng ta biết dùng cái phương tiện để áp dụng vào cuộc sống, vừa tu hành vừa niệm Phật, cuối cuộc đời mình còn có thể như ở trong ngôi Tam Bảo được hộ niệm rõ ràng. Nếu như ai cũng là tập trung về đây hết thì đây làm không nổi. Nên những đức dùng cái phương pháp để giải rộng ra để khắp nơi nơi được nghe, ai cũng được lợi ích hết. Cũng như những đức khuyên tất cả những người cư sĩ đủ duyên mượn chùa để tổ chức khóa tu cho người ta tu ngay địa phương của mình. Quý thầy không làm, mình làm. Quý vị là cư sĩ, tự tin mình làm được đi. Nhiều người cư sĩ những đức khuyên làm được rồi đó. Quý vị nhớ câu không có chuyện gì khó, chỉ sợ làm không bền. Đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên. Con người chỉ cần quyết tâm quyết chí thì việc gì cũng thành công. Như chúng ta đảnh lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm được rồi, thì làm được rồi tự nhiên có sự tự tin. Chưa làm thì chưa biết, làm rồi có sự tự tin. Hàng Phật tử cũng vậy, cũng cảm thấy rằng một chương trình quá tuyệt vời. Khi có thời gian được lễ 2000 lại nữa thì vô cùng là thích thú. Nên dùng cái giả đổi thành cái thật, quý vị ạ. Dùng cái giả đổi thành cái thật mà nhiệt tình để nghe pháp tu hành, đây là việc mừng nhất trong cuộc đời mình, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Ở thế gian này của cải vật chất, nhà cao cửa rộng, chùa cao Phật lớn, đồ chúng đông cỡ nào cũng là một ngày nào chúng ta cũng chia tay nhau thôi. Nên cái chỗ hướng về của chúng ta đó là ở đâu? Thế giới cực lạc. Chỗ tuyệt vời nhất là ở thế giới cực lạc, là nơi chúng ta hướng về. Nên người có cái thân này mà giải đãi bê tha, không chịu lo tu, giải đãi bê tha, không siêng năng, thì đúng là người này quá dại khờ. Nếu người nhận thức được thì biết dùng cái thân giả này để làm những việc ý nghĩa. Một ngày những đức chạy qua chạy lại đạo tràng, làm việc này việc kia, tính việc này việc nọ, sắp xếp việc này việc kia, coi việc này việc nọ, tứ tung lang tăng. Nhưng mà vì sao làm mà thì vẫn vui, vì mừng làm được những việc tốt. Nếu anh em nào hiểu được điều này thì tức khắc mình trở thành người siêng năng, không bao giờ lười biếng. Nếu như mình lười biếng thì một ngày nào cơn vô thường đến uổng cuộc đời mình quá. Làm thăng đi thịt chạy chết gục theo cỏ cây uổng quá. Bắt đầu là thứ hai, qua từng là những đứa qua chùa mới, sắp xếp cái việc nấu ăn bên đó. Vì thấy bao nhiêu sự việc, rồi nhân sự bố trí đủ chuyện đó. Sức người có thể làm được bao nhiêu chuyện như vậy. Còn có những người không làm gì, do tại mình không làm. Nếu như mình chăng thật làm, việc gì mà mình không làm được. Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, những đứa cứ nhắc hoài, ngày nào cũng nhắc. Cái đeo máy niệm Phật là việc lợi ích lớn vô cùng. Mùa sáng có một anh chàng cũng còn trẻ, anh nói một câu rằng đúng là cái chiếc máy niệm Phật nhỏ này dụng công tu hay thiệt. Mọi lúc mọi nơi nó niệm Phật lên, mình niệm theo, quá hay. Chọn một điều niệm Phật nào mà mình tiện bề, mình niệm theo được, phù hợp mình, thì mình cứ bật xuyên suốt, miễn mình niệm Phật được là được rồi. Có khi những đức thích điều này, quý vị lại thích cái điều nào đó, miễn làm sao quý vị có cái điều nào vì niệm theo được là được. Quan trọng là gì? Bật điều niệm Phật luôn luôn để bên người, để hỗ trợ mỗi lúc làm việc nhớ có Phật hiệu, nghe có Phật hiệu để niệm lên liền. Vừa đề xướng có Phật hiệu là nhớ A Di Đà Phật liền. Nên trong cái lúc mệt mỏi nhất là nhớ A Di Đà Phật, nhớ thế giới cực lạc. Giống như người lại Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà mệt nhất
lại niệm lên Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con. Có tâm chí thành chân thật, kiên định quyết chí, lại cho tới cùng. Vừa niệm đến như vậy, tự nhiên tâm quyết chí phát triển liền. Nhớ, tự nhiên quý vị đều làm được. Có rất nhiều người lại lễ 2000 lại rất là khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Như bản thân những đức năm nay lễ 2000 lại vô cùng khỏe luôn, khỏe hơn mấy lần trước. Vì cái tâm an lạc, cái tâm vui vẻ của nhiều người quá hoan hỷ. Quý vị coi lại cái buổi mà lễ lần thứ tư, quý vị coi đúng là hưng khởi quý vị. Đúng là pháp môn tịnh độ này thù thắng thiệt. Một con người không có duyên có phước mà tu tịnh độ duyên phước dày như vậy, không thể nào tưởng tượng được. Quá thù thắng, một pháp hội quá thù thắng, quá hoan hỷ, quá vui. Một cái pháp hội vui như vậy, mà vui lành mạnh như vậy, thì người ở trong pháp hội gì, nghiệp chướng gì không tiêu trừ. Đúng là một cái lễ hội từ bi. Phải nói rõ là một lễ hội từ bi, không có sát sanh hại vật, đều là vui vẻ niệm Bồ Tát từ bi. Nên chúng ta mỗi ngày nhớ Phật, niệm Phật, nhớ thế giới cực lạc thì tức khắc vui. Nuôi cái tâm này đi quý vị, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.